Trân trọng kính mời quý vị và các bạn về thầy cô giáo và các em học sinh, quý bậc phụ huynh hàng ngày từ 17 giờ cho đến 20 giờ trở về nhà thi đấu đa năng cho các vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị, câu lạc bộ Văn Nguyên Huế tổng cao số 26 đội Nguyên Huế thành phố Quảng Trị để tham gia giao lưu giao lưu bóng bàn với các vận động viên, hội viên, huấn luyện viên từ cơ bản đến nâng cao của câu lạc bộ bóng bàn Nguyên Huế và cả câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị nâng cao sức khỏe để học tập và công tác tốt. Xin trân trọng kính mời.